Kỹ năng sinh tồn của Trúc Phi Vlog về lọc đẹp trai. 2, bắt đầu, nhảy. Đây là kỹ năng sinh tồn. Rồi, 5 nỗi nước. Lật người. Lật nước, ập mặt xuống, ập mặt xuống. 5 nỗi nước. 5 nỗi. Thở hết thở đều, kéo lọc chiếc chôn đây xíu Phi Long. Rồi, hai chân ôm bụng. Hai chân ôm bụng. Nhầm, hai tay ôm chân chứ, nhầm. Rồi, năm nỗi nước. Năm nỗi nước. Đứng nước. Nhẹ nhàng bình tĩnh đứng nước, nhẹ nhàng bình tĩnh tại chỗ, tay bình tĩnh. Đứng nước bình tĩnh. Nằm nổi nước. Nằm nổi nước. Các anh Long bảo hộ rồi. Hít thở đều. Thả lỏng ra không gồng gì hết. Hít thở đều. Rồi, lật người. Nằm nổi nước. Rồi, hít thở đều đi. Rồi, bơi vô đi nha thầy. Bơi vô. Lật người lại, bơi ếch vô đây. Bơi ếch vô thầy. Bơi vô thầy nè, Trúc Phi. Không nghe. Bơi đi anh Long, bơi ếch đi anh Long. Trúc Phi bơi ra thầy. Bơi ra anh Long. Bơi ra anh Long. Rồi, bám phao. Rồi thở nước 5 lần. Bắt đầu thở nước 5 lần. Rồi hít thở đều ở trên không. Rồi hít thở đều thôi, dừng lại. Bình tĩnh. Rồi anh Long di chuyển qua bên đây với này xíu. Di chuyển gần đây xíu. Rồi hít thở đều bình tĩnh thả lỏng. Rồi bây giờ lần lượt nè, hai đứa thẻ phao re nè. Ôm đầu gối, hai tay ôm đầu gối, nổi cho lưng lên cho thầy khoảng 10 giây nha, nhớ chưa? Hít thở đều ơi. Hai bên ôm đầu gối. Nổi lên 30 giây, bên nhầm 10 giây thôi. Cứ mệt này chuyển sang nằm nổi nước. Nằm nổi nước. Ôm đầu gối. Giữ 10 giây. Dây. Cha nó nổi được cái luôn. Nằm nổi nước. Không chụp vào. Nằm nổi nước. Quyết tâm nằm nổi nước. Đâu. Cha có thế lực. Rồi, bao đây. Rồi, nằm nổi nước nha đây. Đứng nước. Bình tĩnh đứng nước, thả lỏng, hít thở đều. Tay nhẹ nhàng, đi ra, lòng bàn tay đi ra, đi vô, lòng bàn tay đi vô. Ôm đầu gối. Nằm nổi nước. Nổi nước. Rồi, bây giờ xích chôn đây, bây giờ bơi từ đây.